Vâng, Thanh Quyền xin kính chào tất cả quý vị, các cô chú anh chị đang xem kênh Thanh Quyền Vlog. Sáng ngày hôm nay thì Thanh Quyền xin phép cập nhật một số cái thông tin, nguyên nhân, lý do mà cái câu chuyện gây xôn xao mạng xã hội từ ngày hôm qua đến bây giờ được một số các cơ quan báo chí cũng đăng tải câu chuyện của cô ca sĩ Đồng Xanh đồng loạt những cái trang mạng xã hội của cô này tự nhiên gọi là bốc hơi, và thậm chí là kể cả các số điện thoại thì phóng viên đó liên lạc hàng ngày thì cũng gọi là ngoài vùng phủ sóng. Và bên cạnh đó những cái tài khoản khác như là TikTok, rồi Zalo, Facebook thì đồng loạt gọi là biến mất hết, chưa rõ nguyên nhân vì sao. Thì cái điều này đã khiến cho thứ nhất là những người hâm mộ cô ca sĩ Đồng Xanh này, bên cạnh đó thì một số những cái anti fan cũng gọi là chú ý đến cái sự việc này, khi mà trước đây đó cô đã bị nhận cái giấy triệu tập của công an thành phố Hồ Chí Minh, sau đó thì lại xuất hiện một cái đoạn video clip cầu cứu chính phủ Mỹ. Với những cái nội dung này thì cho đến thời điểm hiện tại cô ca sĩ này vẫn chưa có lên tiếng giải thích. Thì điều này đó nó khiến cho gọi là cộng đồng mạng gây xôn xao, bởi vì nó trái ngược với lại cái hình ảnh của cô ca sĩ này trước đây. Mỗi khi có một cái sự việc gì ảnh hưởng đến hình ảnh, cái uy tín của mình thì cô ca sĩ này lập tức lên tiếng, và cũng như là luật sư của cô này cũng lên tiếng đính chính cho cô ấy. Nhưng mà mãi cho đến bây giờ thì tất cả những cái nguồn thông tin này thì dường như là bị phía View Anh đó hoàn toàn im lặng. Nhưng mà cái điều lạ đó là một người nghệ sĩ nổi tiếng đó, thì chúng ta được biết là cái trang fanpage, rồi những như là cái Zalo hay là TikTok là một trong những cái công cụ mà giúp cho người nghệ sĩ này nè tiếp cận với khán giả, tiếp cận với công chúng, quảng bá PR hình ảnh của mình, những cái sản phẩm của mình nó mới ra, hoặc là những cái dự án sắp tới đó, nó khiến cho những cái điều này nó được PR một cách gọi là dễ dàng, rầm rộ hơn, để mà dễ dàng tiếp cận với công chúng hơn. Nhưng mà với cái động thái này thì rõ ràng đang có một cái vấn đề đối với cô ca sĩ này. Thì trên báo Thanh Niên cũng có đăng tải một số cái thông tin mà khiến cho rất là nhiều người hâm mộ cô này đó cũng cảm thấy lo lắng thay. Không biết là vì cái lý do gì mà cô này lại là ẩn hết tất cả những cái trang mạng xã hội, và thậm chí kể cả các số điện thoại của mình, cái số điện thoại để liên lạc thì cô này gọi là cũng không liên lạc được. Phóng viên cũng liên lạc nhưng mà nó ngoài vùng phủ sóng nha cô chú anh chị. Cụ thể thì báo Thanh Niên đã đăng tải với cái nội dung như sau. Tối ngày 15 tháng 4, cư dân mạng xôn xao khi nhiều tài khoản mạng xã hội của View Anh đột ngột bốc hơi chưa rõ lý do. Theo ghi nhận của chúng tôi, tài khoản Facebook cá nhân và trang fanpage có tích xanh của cô ca sĩ View Anh đồng loạt không truy cập được. Trên thành công cụ tìm kiếm của ứng dụng Facebook, các tài khoản này cũng không còn xuất hiện ở vị trí ưu tiên như là thông thường. Đa số kết quả tìm kiếm hiển thị nick ảo hoặc một số hội nhóm anti của nữ ca sĩ. Thông tin này gây xôn xao trên các diễn đàn mạng xã hội. Một số tài khoản để lại bình luận như sau: có lẽ cô ấy cần sự riêng tư. Ôi sao không còn thấy nick tài khoản của chị trên Facebook nữa rồi. View Anh có bị hack Facebook hay không? Bởi cô ấy hay chia sẻ là chuyện mình bị report. Không chỉ các tài khoản trên Facebook không truy cập được, số điện thoại của View Anh khi chúng tôi gọi vào cũng ngoài vùng phủ sóng. Còn trên TikTok, video gần nhất cô đăng tải là vào ngày 19 tháng 3. Gần đây thì View Anh liên tục trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội liên quan vụ kiện với bà Nguyễn Phương Hằng. Hôm 28 tháng 3, bức ảnh được cho là View Anh đến làm việc tại trụ sở công an theo triệu tập, kéo theo nhiều tin đồn lan truyền khắp mạng xã hội. Ngay sau đó, bà Ngô Quỳnh Phương Thảo, luật sư của nữ ca sĩ, lên tiếng đính chính, cho biết đây là tin thất thiệt, bức ảnh được lan truyền đã có từ lâu, không phải được chụp ở thời điểm này. Thì quý vị chúng ta thấy rất là rõ, bình thường đó khi xuất hiện một cái hình ảnh rồi sai về cái thông tin của cô ca sĩ này thì bản thân cô ấy cũng như là luật sư là ngay lập tức lên tiếng đính chính mọi cái thông tin. Nhưng mà gần đây kể từ cái vấn đề mà xuất hiện cái gọi là cái đoạn clip mà cô ca sĩ này cầu cứu đó, thì bỗng dưng cái tất cả những cái tài khoản mạng xã hội đều tự nhiên gọi là bốc hơi. Số điện thoại
để thường ngày đó thì gọi là trao đổi với phóng viên cái gì đó, thì cô này cũng gọi là ngoài vùng phủ sóng. Và theo một cái thông tin được một số các cơ quan báo chí đăng tải nữa đó, thì cái Zalo cô ấy thường dùng đó thì lại để truy cập cuối cùng là vào ngày 7 tháng 4 năm 2023, thì cách đây khoảng hơn một tuần rồi cô chú anh chị. Cũng là một trong những cái ngày mà xuất hiện cái đoạn video clip trên mạng xã hội, thì cái điều này là một trong những cái điều mà khá là lạ. Vào thời điểm hiện tại thì cũng có khả năng là cô ấy bị áp lực, cô chú anh chị, áp lực và thậm chí là bị gia đình gọi là bị áp lực từ phía gia đình đó. Cho nên là cái điều này khi mà tất cả những cái trang mạng xã hội đó xóa hoặc là ẩn đi thì nó bớt đi cái phiền tối, thì nó cũng là một trong những cái điều bình thường. Nhưng mà đối với một người nghệ sĩ cần cái sự gọi là nổi tiếng, cần cái sự gọi là tiếp cận nhiều với khán giả, thì thứ nhất là cái số điện thoại thì nó khá là lạ. Nhiều những cái thông tin đồn đoán, những cái comment của khán giả khi mà cho rằng cô này đang có gặp cái một cái vấn đề gì lớn, hoặc là bị gọi là chú công an tìm tới hay là sao, mà lại gọi là với cái tài khoản mạng xã hội, cái số điện thoại cũng không liên lạc được. Khi mà bị cơ quan chức năng điều tra đó cô chú chị, thì cái vấn đề như là liên lạc nè, hoặc cho đến những cái tài khoản đó bị khóa cũng là một trong những cái điều bình thường. Và dường như đây là cái sự việc nó có gọi là cái khúc mắc ở trong cái câu chuyện này. Nhưng mà đến giờ phút này thì tất cả những cái thông tin đó chúng ta vẫn chưa biết được cái chính xác, và tất cả nội dung này cũng chỉ gọi là để tham khảo thôi. Và nếu như cơ quan chức năng á mà có tiến hành điều tra hoặc là triệu tập hay là bắt bớ gì đó thì tất nhiên cũng sẽ có thông cáo báo chí, báo chí cũng có đăng tải, chứ không phải gọi là yên ắng một cách gọi là lạ thường như thế này. Một cách yên lặng, một cách lạ thường, thì rất là nhiều cô chú anh chị cho rằng đó, khi mà có cơn bão lớn nào đó thì trước khi cơn bão tới thì trời rất là yên ắng, trời yên biển lặng, không có vấn đề gì ra. Mà là đó một trong những cái gọi là cái dấu hiệu cho thấy cơn bão sắp ập đến một cách gọi là dữ dội, chứ không phải là một cái điều gọi là yên ắng mà chúng ta cứ nghĩ rằng là nó sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu cô chú anh chị. Khi mà thời điểm hiện tại thì không chỉ riêng cô ca sĩ Đồng Xanh này, còn có một nhân vật nữa, đó chính là chị Đinh Lan. Thì tối ngày hôm qua, không biết là chị Đinh Lan này đó là chị ấy có liên lạc được với cô ca sĩ Đồng Xanh hay không, nhưng mà chị gái đưa ra cái thông tin liên quan đến cô ca sĩ này, đó chính là Vi Oanh đã làm đơn cầu cứu, cũng như là gửi đến những cái nơi như là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cả hai người này nha, Vi Oanh cũng như là Đinh Lan, rồi là Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Thì không biết rằng là cầu cứu với những cái nội dung như thế nào, thì chắc hẳn rằng là sẽ liên quan đến cái vấn đề mà BC02 đang thụ lý. Bởi vì chúng ta được biết là giấy triệu tập của cô ca sĩ này cũng như là giấy mời của cô Đinh Lan thì nó còn liên quan đến BC02 cả. Và cái vấn đề mà khi mà Vi Oanh cầu cứu đó, thì trước đây về phía Bộ Công an đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đó cũng đã lên tiếng về cái việc mà tại sao BC01 và BC02 đều thụ lý cái vụ án mà có liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, là để giúp cho cái vụ án nó có thể gọi là tiến hành một cách gọi là nhanh hơn. Nhưng mà cái cùng một người thủ trưởng họ điều hành thôi, chứ cũng chẳng khác gì gọi là BC01 hay BC02 nó khác nhau như thế nào cả. Đều là một thủ trưởng của cảnh sát, cơ quan cảnh sát công an thành phố Hồ Chí Minh cả thôi. Cái điều này người ta nói để cho các nhân vật mà được mời lên như là triệu tập nó an tâm về cái vấn đề mà công an họ đang thụ lý về cái câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng. Nhưng mà dường như đó, các đối tượng này, các nhân vật này, họ không có cảm thấy là an toàn khi mà lên cơ quan chức năng, giống như cái lời mà chị Đinh Lan nói, biết đâu lên đó rồi bắt tôi luôn sao này kia. Đây là một điều mà Thanh Quyền thấy rằng là nó hoàn toàn gọi là không hợp lý. Và cái kiểu cách Đinh Lan đưa tin, Đinh Lan chia sẻ, nó giống như là lại khuyến khích người ta khi nhận giấy triệu tập của cơ quan chức năng hay là giấy mời gì đó thì nguy cơ bị bắt rất là cao, là không lên là sẽ không bị bắt, ở nhà là tốt nhất. Đây là một điều mà Đinh Lan tuyên truyền
cho gọi là người dân, những người mà ít am hiểu pháp luật của chú anh chị một cái điều sai trái và vi phạm. Nó làm gây mất đi gọi là cái tính gọi là nghiêm minh, và thậm chí là nó làm ảnh hưởng đến cái công tác điều tra của một số các cơ quan chức năng. Đây là một điều mà chúng ta thấy khá là rõ ràng. Nếu như cơ quan chức năng mà họ muốn gọi là khởi tố hay là bắt ai đó thì nó không cần phải gọi là gồm gà những cái hình thức. Đây là người ta mời chị lên để mà làm việc, để mà làm rõ một số những nội dung. Mà nếu như người ta đủ gọi là cái yếu tố để mà cơ sở để khởi tố, bắt người ta đến bắt luôn, chứ đâu cần phải gọi là mời lên công an cho nó gọi là có cái nội dung gì đó để người ta lên người ta bắt. Nếu mà đã bắt rồi đó, có trốn trong cái xó nào thì người ta cũng sẽ đến tận nơi lôi đầu ra để mà đọc lệnh bắt thôi, chứ không cần phải nhất thiết phải dùng những cái cách như là mời lên để rồi bắt bớ. Người ta đã mời lên là người ta đối đãi một cái gọi là cái sự gọi là tôn trọng đối với mình rồi. Thì mình cũng phải gọi là người công dân cũng phải tuân thủ theo những cái quy định. Thì chúng ta có thể thấy rằng đó, rõ ràng là một cái tâm lý dường như là mình có tật giật mình, sợ hãi một cái điều gì đó, giống như một tên trộm đó. Khi mà mỗi lần cứ thấy công an thôi là mặt tái xanh đi, cứ thấy công an thôi là bắt đầu lén la lén lút, tìm cách lẩn trốn, không dám đối diện với sự thật. Khả năng là cái nhân vật này giống như cái kiểu như tâm lý của một người là đang vi phạm một cái gì đó, cho nên mình mới sợ cái điều này thôi. Còn một người bình thường, một công dân tốt thì cái vấn đề mà lên gặp cơ quan chức năng, thậm chí lên đó là một nơi an toàn mà mình công dân tốt nữa, thì mình sẽ được bảo vệ một cách hợp pháp. Thưa quý vị, thì đó là một số cái thông tin mà Thanh Nguyên sáng ngày hôm nay cập nhật đến cho quý vị, cô chú anh chị chúng ta theo dõi. Đặc biệt là cái tình hình của cô ca sĩ Đồng Xanh này hiện tại vẫn là một trong những cái dấu hỏi lớn. Không biết là khoảng thời gian tới này, chiều ngày hôm nay hoặc là ngày mai gì đó, thì có cái động thái gì hay không từ phía cô ca sĩ này. Thường thường là cô ấy sẽ lên tiếng ngay thôi với những cái thông tin liên quan đến bản thân mình. Nhưng mà Thanh Nguyên thấy rằng cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có một cái thông tin gì liên quan đến cái sự việc này. Em cũng sẽ cố gắng liên tục cập nhật tình hình để mà gửi đến cho quý vị chúng ta tiện theo dõi. Mong rằng cô chú anh chị khi mà xem video thì cho Thanh Nguyên một like, một chia sẻ giúp kênh có thể phát triển hơn. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến tất cả cô chú anh chị hai sản phẩm là một trong những đặc sản của vùng quê hương Bạc Liêu cũng như là Cà Mau. Trước tiên đó chính là trà bông tôm 100% được làm từ con tôm đất thiên nhiên chứ không phải là tôm nuôi nha cô chú anh chị. Thì chúng ta được biết là trà bông đó thì chúng ta ăn cùng kèm với xôi nè, với cháo trắng nè, hoặc là với cơm thì cực kỳ ngon. Thì bảo đảm cho cô chú anh chị đây là 100% được làm từ con tôm đất thiên nhiên. Và một keo em đang cầm trên tay đó thưa quý vị là nửa ký là 800.000, 1 ký là 1.600.000 nha. Còn đây là một trong những cái sản phẩm mà em đã bán được rất nhiều, đó chính là mật ong rừng nguyên chất 100% thiên nhiên được lấy từ rừng tràm U Minh Cà Mau nha quý vị. Một chai em đang cầm là nửa lít là 750.000, 1 lít là 1.500.000, miễn phí ship toàn quốc cho tất cả quý vị khán giả. Thì những sản phẩm bên em kèm hai sản phẩm này thì hoàn toàn là miễn phí ship toàn quốc. Còn quý vị khán giả, cô chú anh chị nào ở bên phía nước ngoài thì cái phần phí ship thì quý vị khán giả khi mà mua đó thì sẽ phải chịu nếu như quý vị ở nước ngoài. Rất mong cô chú anh chị đó hãy ủng hộ cho những cái sản phẩm của bên em, mật ong rừng nguyên chất cũng như là trà bông tôm. Xin cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều.